vấn đề xảy ra hồi Chủ nhật vừa rồi ở trước khu Mobile Home, mà em cho rằng là một cuộc họp báo mà trở thành bạo động, mà cái đỉnh điểm là giữa ông Ngô Kỷ và ông Ngọc Hồi. Hình ảnh thì mình thấy rằng cảnh sát đã còng ông Ngọc Hồi rồi. Hình ảnh đã thấy rằng ông Ngô Kỷ đã nằm xuống đường cũng như là ambulance đã tới. Rồi ngày hôm qua em cũng mệnh Ngô Kỷ tới đây, cũng có giấy tờ của bác sĩ chứng minh là ông Ngô Kỷ đã bị đau vai từ năm 2023, có nghĩa là trước đó ông Ngô Kỷ đang gọi là dán thuốc đau. Nhưng mà lạ thay ở trên cộng đồng, hoặc là ngay cả cái clip mà anh Ngô Kỷ lên đây thì người ta gần như 90-95% luôn á, người ta nói là ông Ngô Kỷ diễn kịch này nọ. Rồi có người nói rằng là không có sao đâu, cái chuyện này là giống như tại người ta, ông Hồ đã được thả rồi, không thành vấn đề gì cả, nếu có tội là người ta bắt bỏ tù chứ không phải ai mà để ngoài như vậy. Thì nói chung thì nè, em thì cũng chẳng biết luật rành gì đâu. Hôm qua anh Ngô Kỷ anh nói rằng là một bên đó là giữa bên nếu mà hình sự thì thuộc về của tiểu bang, còn một cái là dân sự là thuộc về ông Ngô Kỷ, có nghĩa là ông có thể thưa hay không. Cũng có người hỏi em thế thì ông Ngô Kỷ có thương ông Hồ hay không, có thương ông Hồ hay không. Hôm qua em hỏi anh Ngô Kỷ thì ông Ngô Kỷ không có trả lời phần đó. Thì bây giờ nhìn cái chororo, luật sư có thể chia sẻ rằng là với cái tình trạng ở ngoài đường nơi công cộng như vậy, bây giờ luật sư ủng hộ người này, em ủng hộ người kia, và em mà ghen với luật sư, và cái giới hạn của nó là nơi nào ạ? Mày là bé Việt dân. He come here. We just stay here. Why this guy come here? What do you want? Both of you gentlemen are allowed to record whoever you want. Please give yourself a respectful distance. We've already had one incident here today. You are more than free to record whatever you'd like as long as you're being safe. Please do not be hostile with each other. We're all here to be peaceful, okay? Tôi muốn trả lời câu này, nhưng mà tôi không có cái ý gì là tham dự vô cái tranh cãi ở Westminster. Tôi không có muốn đổ dồn vô lực, tôi không muốn theo bên này ở chỗ kia. Tôi chỉ nói một cách chung chung thôi, ở ngoài công cộng tranh cử hay là nơi công cộng tranh cãi nhau là chuyện rất là thường. Tranh cãi nhau nghĩa là chửi bới nhau cho dù ngôn ngữ như thế nào là chuyện rất là thường, nhưng mà không có được va chạm đụng nhau. Va chạm một cái gọi là tôi nói theo theo luật định á, giơ tay đánh một cái hù người ta, nó là assault. Ok, nó là một assault, tức là làm cho người ta sợ. Định nghĩa tức là assault tức là làm cho người ta sợ. Cái gọi là nếu mà đụng người ta chút xíu thôi, cho dù là đẩy tay ra, cho dù là hất tay ra, cho dù là quơ tay để mà cản ra đó, thì cái đó nó gọi là battery, tức là đụng va chạm người ta, chứ nhẹ thôi, chưa có đụng gì hết. Cái đó là cũng là hành động mà gọi là ảnh hưởng có thể bị liên lụy về liability, gọi là vấn đề nó gọi là battery. Cảnh sát khi họ bắt ai đó, họ cũng phải cân nhắc những cái yếu tố đó. Cái chuyện mà giơ tay hùng cái để người ta sợ thì nó có so cũng, tức là nó cũng tương tự như là ta đập bỡ đầu mày, ok, chứ làm cho ta sợ, ta bắn mày chết bây giờ, đại khái, chứ không có súng gì hết, nó có đó cũng là cái assault, cũng là cái đe dọa, và cảnh sát họ phải cân nhắc cái đó. Khi người này có hành động va chạm thiệt thì cảnh sát họ cũng phải cân nhắc cái đó. Bây giờ nó va chạm rồi, nó không phải assault nữa mà nó hành động là touching battery rồi, và đương nhiên cũng tùy mức độ va chạm nhẹ như thế nào.
Okay. Cảnh sát có thẩm quyền, mấy người này họ, họ biểu tình, họ cãi cọ với nhau thì họ, họ cả vài cái đuổi nhau thôi, họ coi cái đó không quan trọng, họ coi cái đó là cũng khó. Thành ra mà cũng có khi va chạm mạnh thì họ nói là ô cái này thực sự là tấn công người này, tấn công người kia, thì họ cũng coi cái hình thức, và cái đó có thể là assault với cái assault, tức là tấn công cái người kia. Và nếu mà trong tay có một vũ khí nào đó đó, nó có thể là assault with a deadly weapon, tức là assault với cái vũ khí có thể gây thương vong cho người khác hay gây chết người khác. Thì tùy cái mức độ cái người cảnh sát họ nhìn cái đó như thế nào. Đương nhiên cảnh sát bắt người là một chuyện, ra tòa phòng biện lý buộc tội hay không lại là một chuyện khác. Họ phải coi sự việc, họ buộc tội như họ nhìn cái bằng chứng đó, họ coi video, coi hình ảnh, họ coi nhân chứng đó, họ nói cái này sao. Tại vì người kia sẽ nói là họ tự vệ, khi họ nói là thay vì một bên một mặt mình mới nhìn là mình đẩy người ta ra, tao đẩy mặt người ta ra. Mà cũng có khi cái hành động đó họ nói rằng tôi tự vệ thôi, tại vì nó sẵn sẵn tới người tôi thì tôi phải tự vệ, tôi đẩy người ra thôi. Thành ra cái đó nó cũng là hành động tự vệ. Thành ra không biết được cái đó là chuyện người biện lý họ sẽ cân nhắc cái đó như thì thế nào. Thì như vậy trong cái này là người biện lý sẽ dựa vào đâu thưa luật sư? Họ dựa bằng chứng, họ dựa trên bằng chứng có được ở lúc đó, nhưng dựa cái cảnh, bằng chứng mà thu thập được của người cảnh sát điều tra ở lúc đó, họ dựa trên đó, họ khi mà người biện lý họ buộc tội đó, họ luôn luôn nghĩ là nếu mà người này nói rằng họ tự vệ thì làm sao, thì mình có chống lại được không? Tại vì họ phải chứng minh beyond reasonable doubt, họ phải chứng minh là beyond cái 95% là người này tấn công người kia rồi. Vâng, ok. Thành ra cho dù họ cũng có thể nói là nếu mà hành động tự vệ cái đó hành động không có lý, là tại vì họ không cần tự vệ, tới cái người này đã bước đi rồi thì không cần tự vệ, đi tự vệ nó không có. Thành ra có nhiều cái vấn đề pháp lý có thể xảy ra ở cái người biện lý họ buộc tội hay không. Và họ luôn luôn tính trước là lúc mà ra tòa xét xử họ có đủ bằng chứng để chứng minh beyond reasonable doubt, tức là bằng chứng không thể nào chối cãi được, không thể nào chối cãi được. Nó là một bước đường khác nữa. Vâng. Trước khi mà nếu người biện lý mà họ không thấy cái đó, họ chứng minh được cái đó, thì họ có thể là không làm đơn buộc tội, hay là họ bị luôn, hay là trong thời gian buộc tội họ dismiss, họ nói thôi rắc rối quá, nó không, họ không có nghĩ là chứng minh được. Thành nó có nhiều cái vấn đề, cái lớp, cái từng bước pháp lý khác nhau cho mỗi sự việc, thì nó không có hẳn như là đơn giản như là mình thấy người này đụng chạm người kia. Nếu mà em cho hỏi thế này nữa là người ta nói rằng cảnh sát tới họ còng tay họ dẫn đi như vậy đó, chẳng qua là họ muốn bảo vệ ổng thôi, muốn bảo vệ ông Hồi thôi, thì điều đó có bao giờ thực tế nó có hay không ạ? Tôi không muốn nói về cái chuyện đó. Vâng, tôi chỉ ví dụ nói như là giờ cảnh sát tới còng ai đi và như vậy thì có nghĩa là bảo vệ hay không ạ? Ngoài cái chuyện đó, mình cảnh sát khi mà họ nếu muốn bảo vệ ai đó, cảnh sát vẫn có thể nói là anh tránh ra đi, đừng đụng ở đây nữa, ok? Thì họ có thể họ tống mình đi ra chỗ khác được. Hành động mà còng tay tức là hành động hoặc là detention hoặc là arrest, thường thường là khi mà họ còng tay tức là mình mất cái quyền tự do của mình rồi. Tức là cảnh sát họ không làm như vậy cho tới khi họ xác nhận được rằng có lý do chính đáng hay probable cause là người này đã phạm tội gì, thì họ mới được quyền làm như vậy. Thành ra nói là để mà bảo vệ thì không phải, để bảo vệ có nghĩa rằng thì rất là thường bảo vệ hai vợ chồng đánh nhau vô đánh nhau là cảnh sát vô nó không thôi rồi, anh chọn chỗ này đi ra chỗ khác đi, ok, hay là anh đừng về đây nữa, thôi đừng có rắc rối, anh đừng có đến đây nữa, thì cảnh sát sẽ làm như vậy. Chứ cảnh sát mà còng tay đó không phải là bảo vệ, tại vì một khi mà còng tay tức là mình mất cái quyền tự do của mình. Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử vào chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn For Mayor. Thông báo này được bảo trợ bởi Lân Nguyễn For Mayor 2024. Restore Med Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Microneedling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picusu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan, liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Med Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Văn phòng quốc tịch Mỹ.
Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Nhớ mình không cái lần ở ngoài tượng Đức Thánh Trần đó được thôi. À, ngày hôm đó thì cái chuyện bà... À để coi... À, anh cái anh thấp thấp người nói chung là chạy chiếc xe rồi xung quanh để mấy cái bản hình đó, rồi có những người có mặt rồi người ta cự cãi nhau quýnh lộn luôn, mà cảnh sát có mặt, em thấy mấy xe cảnh sát luôn, nhưng mà cảnh sát không có cầm ai hết trơn á. Cảnh sát bắt ngồi ở đây ngồi bên kia rồi xong rồi thả đi rất chơi. Có thể là họ không biết ai đánh ai, họ không biết là ai là aggressor, ai là người tấn công trước, và không biết là có vấn đề tự vệ hay là chống trả như thế nào. Và không biết rõ là có người nhân chứng nói cái này, những nhân chứng nói kia, thì không biết mù mờ là cái gì đó. Thành ra họ chưa có cái quyết định đủ để mà làm cái chuyện đó, thì rất có thể là như vậy. Thì tôi không biết cái chuyện đó, mà tôi nghe nói thì em nhớ là vừa đó ngay cái ngoài Đức Thánh Trần nè, cái hai bên nếu là người ta sắp nhau quýnh thôi, thì là hồi cảnh sát tới cái bắt ngồi ở đây không có ngồi gần, nhưng mà phải ngồi đó. Cảnh sát bắt ngồi là chuyện rất là thường, từ ngồi đó là biện pháp an toàn. Nó biện pháp an toàn có nghĩa là ngồi, tức là tách ra. Và ngồi có nghĩa là họ không có chạy nhanh được. Ok. Đó là hình pháp an toàn, đó là biện pháp đó. Họ đã lệnh phải ngồi đó thì phải ngồi đó. Thành ra khi họ ngồi là chuyện thường. Chắc mình có khi mình nghĩ là xấu hổ quá, nhục nhã nó, mình bắt mình ngồi lề đường. Nhưng mà với cảnh sát, cái hành động mà ngồi xuống lề đường là một cái biện pháp an toàn, safety cho họ. Tại vì họ thấy là đứng lên thì nguy hiểm hơn cho họ, thành ra ngồi xuống. Thành ra họ cho ngồi xuống là chuyện rất là thường. Và tất nhiên mà cuối cùng họ nói là không biết người nào đánh người nào. Thành ra có thể họ quyết định nó của em không biết là họ nói là ông này nó qua bà nó lại thì sao họ cho đi chứ. Có thể là như vậy. Tại vì họ biết rõ là họ không chứng minh được ai là ai, tấn công ai, ai là hung thủ, ai là nạn nhân trong trường hợp đó. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nghĩ rằng nãy giờ những lời mà giải thích của luật sư thì đã biết đã là cái câu trả lời dùm cho thắc mắc chứ biết bao nhiêu người ở phía ngoài kia nữa. Và kế nữa là cái câu hỏi ông Ngô Kỷ có quyền thưa hay không, bây giờ mình không nói Ngô Kỷ, ví dụ trong trường hợp mà xảy ra như vậy á, thì bên A và bên B á, một bên B họ đã bị dẫn đi rồi, và bên A họ có quyền tiếp tục tố nữa hay không ạ? Tố hay không là cái quyền của người cảnh sát và biện lý. Họ có làm đơn truy tố hay không là quyền của họ. Thỉnh thoảng họ hỏi cái người nạn nhân là có muốn file charge cái người này hay không. Nếu người nạn nhân nói yes muốn thì họ sẽ làm. Mà nếu mà người nạn nhân mà nói là thôi tôi muốn về, tôi không muốn rắc rối nữa. Thì họ, người cảnh sát họ phải tính là nếu mà không có nhân chứng này mình có tiến tới được hay không. Tại nhiều lúc họ cần phải có lời khai của cái người nhân chứng này. Thì mới truy tố cái người kia được. Mà cũng có người khi đánh nhau xong xuôi rồi người này nói no, đặc biệt là trong trường hợp vợ chồng gia đình với nhau đó, no, tôi không muốn chịu tôi đó, cảnh sát vẫn có quyền bắt luôn người kia luôn. Ok, là tại vì họ thấy rõ ràng là có cái chuyện xây xác, có cái chuyện chạy chuột, có cái chuyện đổ máu hay có cái gì đó, thì họ có quyền làm như vậy. Thì cái người nạn nhân nó không phải là người quyết định chi tố hay là không, cái người nạn nhân nó chỉ là một cái yếu tố mà người cảnh sát họ quyết định rằng là có nên chi tố hay không thôi. Còn cái chuyện cảnh sát họ bắt rồi họ cầm tay họ sẽ đề nghị với là phòng biện lý truy tố, mà cũng có khi họ về họ suy nghĩ xong xuôi họ coi kỹ tất cả mà nói nó cũng không có đủ bằng chứng, họ có thể không gửi hồ sơ truy tố. Và nếu họ gửi hồ sơ truy tố lên, cũng có khi là người biện lý họ nhìn lại nó lộn xộn quá, nó không biết rõ cái gì là cái gì. Tại vì người biện lý họ luôn luôn tính trước là nếu mà làm đơn truy tố mình có đủ bằng chứng để truy tố họ, gọi là chứng minh beyond reasonable doubt hay không, để được là cái rồi. Chuyện đó không, tại vì họ tính chưa có biết đó, tại nếu không đó họ không có làm đơn truy tố để mà hù người kia, không có làm như vậy. Khi mà họ làm thôi. Đơn truy tố là họ buộc thôi, họ buộc thôi, nhưng mà họ phải luôn luôn tính trước cái yếu tố đó. Nếu mà họ biết trước là họ làm điều gì đó xong rồi cái người kia chỉ cần nói là tôi chỉ tự vệ thôi, tôi chỉ làm này, tôi chỉ nói kia thôi, nó là như vậy. Người biện lý họ có thể biết cái những chuyện đó, thằng nói cũng khó khăn lắm, tôi không có chắc ăn lắm. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp vợ chồng á, luật sư, cái trường hợp đó hay nó hay xảy ra, ví dụ như có chuyện cái cảnh sát tới xong rồi bắt đầu khóc lóc rồi đừng có bắt đâu được hả luật sư hả? Trong trường hợp ví dụ như cãi họ trong gia đình nó gọi là domestic violence á, những người vợ chồng hay con cái mà đánh nhau đó, có những lúc người A đánh người B,
ok, sắc tới. Không có vết bầm gì hết. Dạ. Cái người B chỉ đỡ lại, dạ, cái là chống lại với, dạ, tự vệ với gì, dạ, thì nó có vết bầm. Dạ. Lúc cảnh sát đến thì cái người A bây giờ khóc bù lu bù loa lên, dạ, nói là ông này, người này tấn công tôi, người này tấn công, cảnh sát thì thấy ồ, vết bầm của người này, vết bầm của người kia, dạ, họ có thể bắt lầm người, ừ, nạn nhân. Vâng. Nhưng mà từ từ cái đó là vẫn có thể ra trình bày. Mà ý đó là thí dụ như giờ cái người còn lại họ năn nỉ với cảnh sát có buông không ạ? Nếu mà có cái vết chày chùa, có thương tích rồi, thường thường cảnh sát họ không không buông, có bắt buộc. Tùy thôi, người cảnh sát họ quyết định ở chỗ đó. À. Họ nghĩ ồ, cái chuyện này đầu tiên của gia đình thôi, chuyện này gia đình nhỏ, gia đình trẻ thì họ không làm thì họ cũng, yeah, có thể làm như vậy. Yeah. Mà cũng có thể họ bắt giữ luôn cái người kia nếu mà có vết chày, cho dù là cái người nạn nhân nói rằng thôi 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 thôi, chúng tôi, yeah, không muốn đổ vỡ gia đình, chúng tôi xin ông, tôi không muốn, tôi không 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 muốn phai trò, tôi không muốn làm gì hết. Yeah. Cho dù mình nói như vậy, người cảnh sát vẫn có quyền bắt giữ cái người kia. Yeah. À, nếu mà họ nghĩ rằng họ có đủ cái bằng chứng để buộc tội cái người kia rồi. Yeah. Và sau cùng, trước khi mà trở lại với chương trình với luật sư đó, thì câu hỏi đặt ra là với những người mà người ta ăn tiền già đó luật sư, và nếu như người ta không phạm pháp thì cái phần tiền già đó, cái benefit của phúc lợi xã hội đó có bị cắt hay không ạ? Kính thưa quý đồng hương, là một doanh nghiệp lâu năm và ủy viên giao thông của thành phố Westminster, Joseph Ngô thấu hiểu ưu tư của cư dân về những xáo trộn đáng xấu hổ dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, đồng thời am hiểu nỗi bất bình của thương gia đang làm ăn tại Westminster. Joseph Ngô chủ trương tạo cơ hội thuận tiện cho các nhà đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, chống tăng thuế, giảm chi tiêu phí phạm, chống tệ nạn bè phái tham nhũng, xây dựng thành phố Westminster tốt đẹp, thịnh vượng, an bình. Hãy bầu cho Joseph Ngô vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster địa hạt 3. Kính thưa đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant cảnh sát Supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 vùng Evergreen và East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong vương vị 8 lâu năm, nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen, cũng như vấn đề homeless, công an việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương. Cảm ơn toàn thể quý vị. Thật ra là với những người mà người ta ăn tiền già đó luật sư, và nếu như người ta không phạm pháp thì cái phần tiền già đó, cái benefit của phúc lợi xã hội đó có bị cắt hay không ạ? Tiền già, tuy là tiền già là cái gì, nếu mà tiền hưu trí, nó là tiền hưu trí, nó hồi lãnh cả đời, nó không bị ảnh hưởng ở đó. Yeah. Nếu mà tiền già có nghĩa rằng tiền SSI, tiền, yeah, hưu, thường thường là không bị ảnh hưởng cái đó. Không bị ảnh hưởng cái chứ không là bị ảnh hưởng. Ý nói là tới khi nếu mà họ ngồi tù đó, yeah, thì nếu mà họ ngồi đó, trong tù đó, ngồi trong tù đó thì họ không có hưởng cái đó, họ không được. Tại vì sẽ ra cho nó là anh đi du lịch 30 ngày cũng bị mất cái tiền SSI mà mày. Yeah. Tức là anh nằm bệnh viện bao nhiêu ngày đó cũng đâu có được hưởng tiền anh chí. Yeah. Đấy, trong bệnh viện họ lo hết trơn rồi. Thì nói trong trường hợp ngồi tù cũng vậy, ngồi tù cũng là trường hợp không được hưởng cái tiền đó trong thời gian ngồi tù. Nhưng mà lúc ra tù lại thì có thể xin lại trở lại, tại vì họ vẫn có lợi tức thấp, họ vẫn là người lớn tuổi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cái chuyện mà hồ sơ phạm pháp không phải là yếu tố để mà chấm dứt cái tiền được hưởng trợ cấp xã hội. Bởi vậy cũng vậy, người thì nói rằng ơi, bị rằng là nó cắt hết trơn này kia, thành ra cũng không biết. Rất là cảm ơn luật sư, phải nói là với bề dày kinh nghiệm luật sư, với kiến thức của luật sư đó, ngày hôm nay đã giải tỏa với vị rất là nhiều rồi đó. Cũng vậy, mấy ngày nay thì mình nghe toàn là ý kiến này ý kiến kia, người binh thì nói gì, người ghét thì nói khác. Giờ cũng nghĩ rằng chương trình này rất là bổ ích về kiến thức cho mọi người, đặc biệt là những gì liên quan đến ở cộng đồng này, không phải là chuyện riêng của hai người ở ngoài kia đâu, mà đó là chuyện chung, nói về luật nói chung áp dụng cho tất cả mọi người, thưa quý vị. Ok, bây giờ mình cũng ngắn thời giờ lại. Ok, ok, dạ thưa anh. Bây giờ mình giải pháp, mình nói như thế này, tức nãy giờ chúng ta đã hiểu tất cả những cái nội dung của vấn đề. Vậy bây giờ quý vị, những người cư dân ở thành phố này, quý vị muốn là đưa một cái nghị trình để trở thành cái vùng đất mixed zone này trở về vị trí ban đầu. Quý vị muốn điều đó hay là cũng muốn theo lời của ông Charlie Chí Nguyễn, DCT đưa ra những để cho nó bình thường, hoặc với những lời gọi là cam đoan của họ, thì quý vị chọn giải pháp nào? Có hai giải pháp. Một là đưa vào nghị trình theo lời của nghị viên Nam Quang và Jamie Fanwest. Đưa vào nghị trình là gì? Là đưa những cái vùng đất mixed zone này trở về vị trí ban đầu để nó không thể thay đổi, hay là để nguyên như vẫn là mixed zone
theo lời gọi là lời cam đoan của thị trưởng của thành phố đưa ra thì quý vị muốn như thế nào cho xin số 1 số 1 chị cô ra đây đứng số 1 xin cảm ơn quý vị. Tôi là Phương Trần, tôi sống ở trong Kensington Garden Park và chúng tôi muốn giống như trở lại cái nguyên ban đầu. Chúng tôi không muốn thay đổi gì hết. Tuổi già thay đổi mệt lắm. Chúng tôi rất là happy ở trong cái park này. Và cái park này, người ta gọi là cái park này giống như là một cái thiên đàng. Tại vì chúng tôi sống vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau và ngay giữa trung tâm thành phố. Không có cái lý do gì mà thay đổi đời sống của chúng tôi. Họ không có quyền run my life. I run my life. Thành ra chúng tôi không muốn thay đổi. Chúng tôi muốn sống ở đây và muốn chủ đất phải cho chúng tôi một cái rent hợp lý. Mà thật sự cho đến giờ phút này chúng tôi rất là happy là vì cái rent ở đây rất là hợp lý. Cũng cảm ơn anh Nam Quan, cảm ơn chị Emily và cảm ơn các Amy và cảm ơn tất cả các quý vị ngày nay đến đây có lòng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng lên tiếng nói và đúng rồi, cố gắng đây ủng hộ các quý vị để các quý vị tiếp tục giúp đỡ chúng tôi vì chúng tôi là những người dân thấp cổ bé mẹ. Tôi muốn hỏi cô là lần đầu tiên mà cô nghe biết về cái vấn đề này là khi nào ạ? Thực sự ra cách đây 5-6 năm tôi không nhớ. Chúng tôi đã đi đến Westminster Park để mà đòi hỏi cái rent control. Chúng tôi đã đòi hỏi nhiều, đôi lúc chúng tôi thất chán luôn. Tại vì mình thấy là mình nói nhiều chẳng ai nghe. Thứ nhất là mỗi lần chúng tôi coi cái meeting ở Westminster City Hall, chúng tôi cũng buồn lắm. Tại vì thấy chỉ cứ cãi nhau thôi, không biết là đi đến đâu. Cho nên, nếu mà cô có một lời nói bây giờ cho ông thị trưởng, cho ông người mình biết, cô sẽ nói gì ạ? Tôi sẽ nói rằng là thưa ông Charlie, ông đã dùng cái quyền lợi mà lá phiếu của chúng tôi đã bỏ cho ông những lúc trước. Xin ông đừng có phản lại cái lòng tin tưởng của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi gìn giữ các mobile home park ở đây và giúp cho chúng tôi có một đời sống yên ổn, bình an. Xin ông đừng có làm cái điều gì trái lại với cái lòng tin tưởng và cái lá phiếu chúng tôi đã từng đồng ý. Xin cảm ơn. Đồng ý. Tôi ở đây 20 năm. 20 năm. Nếu mà có cái sự bồi thường thỏa đáng nào đó thì cô có sẵn sàng để mà rời cái này đi được một nơi khác. Thực sự ra nếu mà rời đi thì không ai muốn rời hết. Mà nếu mà để cho chúng tôi có một cái bồi thường, cái bồi thường nó phải do chúng tôi định, không phải do những người khác định. Dĩ nhiên là nó phải hợp với cái nhu cầu và cái đời sống của chúng tôi, không phải cho chúng tôi 100-200 mà nói là đủ không. Inflation bây giờ nó không thể nào nó nói lên được điều gì hết. Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống bình an. Đối với bà Kimberly Hồ là cái người sẽ hết nhiệm kỳ trong vài tháng nữa, thì bà sẽ nói gì với bà Kimberly Hồ ạ? Thực sự ra còn nước còn tát. Nếu bà còn làm việc thì tôi cũng mong bà tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Có vậy thôi chứ tôi cũng không biết là tôi phải nói cái gì nữa, tại vì thời gian của bà còn ngắn. Nhưng mà cũng xin bà đừng có làm cho chúng tôi cảm thấy buồn và mất đi cái kỳ vọng của chúng tôi đối với các quý vị đó. Sống ở cái vị trí này nó có ý nghĩa như thế nào? Thực sự ra năm nay tôi 77 tuổi rồi. Đối với tôi, tuổi già mà được ở như thế này chúng tôi thấy rất là hạnh phúc. Và chúng tôi không có muốn ai lấy cái hạnh phúc của chúng tôi đi. Nói chỉ biết ra là có những gì quan trọng không? Xin anh hỏi lại, tôi không hiểu rõ. Nó quan trọng lắm là bởi vì các con tôi thì đi làm xa. Các con tôi không muốn ở với các con tôi vì đời sống nó có đời sống riêng của chúng nó. Mình thích khe cái đời sống của mình. Ở đây tiện lợi, vui vẻ, gần nhà thờ, gần chùa, gần shopping center. Còn muốn gì hơn nữa? Cảm ơn cô rất là nhiều. Anybody wanna... Các ai muốn nói gì không ạ? Rồi, cái dân nào con muốn nói gì không? Vậy bây giờ mình nếu mà không ai nói mình đi tiếp tục là một đi theo một cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai này, giờ mời anh hỏi gì ạ? Tôi muốn hỏi mấy bác đây đó, đang lo lắng về việc gì? Con nói rồi.
Nói rồi đó. Vậy mà anh nên coi lại cái chương trình sau này thì nó dễ dàng hơn. Lo lắng về hai việc. Việc thứ nhất đó, nếu mà chúng tôi tiếp tục ở đây, người chủ họ có thể dùng cái chiêu bài misuse area để mà lên giá rent của chúng tôi. Đó là cái lo lắng thứ nhất. Cái lo lắng thứ hai là nếu mà người ta còn có quyền nữa, người ta có thể yêu, nếu người ta bán cái miếng đất này đi cho một người millionaire nào đó mà người ta yêu cầu chúng tôi phải dọn đi, chúng tôi không muốn dọn đi. Đó là hai cái điều chúng tôi lo lắng. Không lẽ chúng tôi làm bao nhiêu thì đóng tiền rent hết rồi ra đường ở? Rồi, để tôi trả lời cái câu đó. Dạ. Con nói về Mick Jones. Dạ. Là nói phần trước đi, Mick Jones, Mick Hồng Sư là do thượng nghị trưởng Tạ Đức Tiến ngày xưa đổi cái vô. Có nói qua rồi, có nói qua rồi. Người ta nói chuyện, xin lỗi ngắt lời. Ok. Cái vấn đề như thế này, anh cho tôi một số tờ trình bày cho anh thấy rõ rồi. Cái vấn đề này là chúng tôi đặt ngay từ bắt đầu chương trình rồi và có giải thích là cái câu chuyện này của ông Chí Đạt. Không ai chối cãi điều đó là cái sai lầm của ông Chí Đạt. Đặt ra là chúng ta có thể sửa đổi được hay không? Anh trả lời cho tôi một cái câu hỏi là nghị viên hội đồng thành phố có quyền thay đổi, sửa lại cái điều sai lầm của ông Chí Đạt vào thời điểm 2016 hay không? Được phục vụ trong quân đội là niềm tự hào lớn đối với luật sư Derek Trần, sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng ông luôn hãnh diện về nguồn gốc tiền nhân tị nạn cộng sản của gia đình ông. Tại Quốc hội, ông sẽ tranh đấu để tăng ngân sách cho đề hạt 45, bảo đảm an ninh công cộng, phát triển nền kinh tế, quyết tâm bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, gác bỏ quan điểm chính trị riêng để phục vụ và phát triển đất nước. Xin quý đồng hương bầu cho luật sư Derek Trần vào chức vụ dân biểu liên bang đề hạt 45. Xin cảm ơn quý đồng hương. Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Tôi thích anh hỏi câu đó đó. Ở đây hiện giờ ở đây có hai nghị viên là Nam Quang và Amy. Hai người này có thể dùng cái quyền hạn của mình là nghị viên để đưa lên một cái nghị trình. Vậy thì mình trả lời luôn cho anh. Vào cách đây khoảng chừng vài tháng, chính ông Tạ, ông Chí Tạ, ông xin lỗi, ông Charlie Chí Nguyễn, ông đưa ra một cái quyết định là phải cần ba người, anh nhớ nha, ba người mới được đưa vào trong nghị trình của thành phố. Cái điều này anh cảm thấy cái đó là một cái sự gọi là phi dân chủ hay không? Tại cho mình nói trước, trước khi mình nói là phải hỏi đặt câu hỏi với anh. Ok, khi chúng ta đặt một cái nghị trình, một cái vấn đề mà cần ba người đồng ý để đưa vào, tức có nghĩa là gì? Là chúng ta đã cầm trong tay là gần như 90% trở lên cái lá phiếu là yes or no. Thì không có lý do gì một hội đồng thành phố có 5 người mà quý vị cần tới 3 người đồng ý mới đưa vào nghị trình, thì đưa vào để làm cái gì? Nó có sự phản dân chủ không? Vì hai người, cái vấn đề ở đây anh hơi lạc đề rồi đó. Đây không có lạc đề anh. Để tôi nói tại sao tôi nói anh lạc đề. Tại vì á, cái sự hiểu biết của anh về thành phố Westminster hình như được có phần nửa thôi. Bởi vì á, không, hai người này có quyền đưa cái nghị quyết lên. Tôi muốn đổi zone. No, ba người mới đưa, ba người thôi. Cái này muốn okay, họp báo. Bây giờ nói tóm lại là như thế này. Tất cả những quý vị đã trình bày rồi và hiểu rồi. Thế thì cái trở ngại của chúng ta là bây giờ như thế nào? Là quý vị yêu cầu ông Charlie Chí Nguyễn hoặc hội đồng thành phố đưa cái vấn đề này vào trong nghị trình để thảo luận, là thay đổi cái zone, mix zone này trở thành là cái khu mộ hoặc là cái khu mộ. Nhưng cái vấn đề chính là chúng ta hiện tại bây giờ là gì? Là giả sử nếu ông Charlie Chí Nguyễn và hội đồng thành phố đồng ý thì câu chuyện tới ngày hôm nay là chấm hết và miễn bàn. Nhưng nếu hai vị các vị đó không tất nhận
thì cái tiếng nói mà chúng ta rõ ràng hiện tại bây giờ là chỉ có hai người, chúng ta cần một cái tiếng nói của người thứ ba. Vì cái tiếng nói người thứ ba nó nằm ở đâu? Nó nằm vào cái ngày mùng 5 tháng 11 này. Ngày 5 tháng 11 này là cái ngày bầu phiếu để thay đổi lại cái hội đồng thành phố. Vậy chúng ta cần cái gì? Cần có một người thứ ba mang cái lá phiếu đại diện cho những người dân và cùng một cái ý tưởng, cùng một cái quan điểm là thay đổi cái việc này trong thành phố. Thì cái quyền quyết định là quý vị phải sáng suốt, các ông các bà hãy nhìn thấy là ai là người có đủ cái mình tin tưởng để thay đổi cái vấn đề này. Ok, thì trong hiện tại bây giờ trong thành phố thì chúng đưa ra quý vị cho một cái rất là rõ ràng là chúng ta có hai người cần thay đổi. Đó là gì? Là bà Kimberly Hồ và ông Carlos Manson. Bà Kimberly Hồ tức là hoàn toàn không còn tranh cử nữa, bà sẽ đi về. Và cái ghế của bà Kimberly Hồ hiện tại bây giờ có ba người đang tranh giành nhau. Ok, đang giành nhau. Thứ nhất là ông Ngô Đình Lượng. Thứ hai là ông Mark. Ông Mark Nguyễn. Ông này là em rể của ông Charlie T. Nguyễn. Và một người Mỹ là tên là Casey. Thì bây giờ ba người này thì quý vị suy nghĩ và bỏ phiếu cho ai để có thêm một lá phiếu nữa đồng hành cùng nghị viên Nam Quan và cô Amy Van Vest. Hiện giờ bên bên kia thì có cấp cứu đã đến để mà làm việc như thế này đối với chuyện mà bị biểu tình và bị đánh. Thì bên này quán cà phê G, chúng ta có thấy ông thị trưởng và ông Carlo Manzo cũng như là bà Hiền và ông Charlie Nguyễn Minh Trí đang ngồi đây. Em rút vào hỏi thử xem nào. Chào anh Charlie. Hi Carlo. Anh thấy tôi đang ăn sáng anh. Vâng, xin lỗi anh. Dạ. Mình muốn phỏng vấn chút xíu ạ. Thank you. Chúng ta có ông thị trưởng ở đây nhưng mà ông muốn ăn sáng và không muốn trả lời phỏng vấn. Chúng ta sẽ tiếp tục hỏi trong cái việc này như thế nào. Cảnh sát phải đúng phần hơn để mà cảnh sát đi hành này. Bây giờ anh đưa máy đi bao nhiêu lít bây giờ cơ phố bên sạch TV đưa 100 đứng lên. Tôi có liên quan gì tới đây thưa anh? Anh có, anh muốn nói gì? Có tại vì có lần anh đưa tiền cho Ngô Kỷ 100 đồng thì bây giờ cũng là anh cho thì anh tự anh biết anh đưa tiền có một lần anh đưa 100. Anh muốn nói là cái tiền tiền, tiền gì không cần biết nhưng mà anh tự anh biết rồi thì bây giờ tôi lặp lại là anh cứ cho ảnh là 100 anh đứng lên hoặc là anh mời ảnh ngồi lên ăn cơm mì quảng đó là vậy thì tôi chưa bao giờ có đưa tiền và không ai biết hết mà anh có đi. bây giờ làm sao tôi chỉ nói là có một lần phố bên sạch TV nghe tôi nói hết. Có một lần phố bên sạch TV đưa cho một kịch 100, hắn vui vẻ tươi cười thì bây giờ hắn té từ anh đừng ngắt ngắt rồi tôi anh đang anh ngắt lời tôi tức là anh tạo suy nghĩ một cái hư thế. Anh mời ảnh ngồi lên ăn cơm thì khoảng là xong từ phút lên trên TV vậy thôi. Nhưng mà anh đã từng làm còn tôi thì tôi chưa bao giờ tôi làm. Ok, chấm dứt. One time. No, 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 yeah.
Anh nói kẹo không kịp, nó nói rõ ràng. Này, nó chú con lắm, con hồ. Nó muốn đánh đập mặt. Nó muốn đánh đập mặt. Okay. 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 Okay